chào bạn, tôi là Thùy Nga, là người quản lý trong siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Trong vô vàn các loại dầu xoa bóp trên thị trường thì hẳn là bạn sẽ có câu hỏi, vậy thì liệu loại dầu xoa bóp nào là tốt nhất và bạn có thể mua được ở đâu? Vâng, riêng quan điểm cá nhân Nga và trong suốt thời gian làm việc chia sẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc thì Nga nhận thấy rằng có một loại dầu xoa bóp mà Nga cảm thấy rất hài lòng khi sử dụng và cũng nhận được rất nhiều các phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Đó chính là dầu xoa bóp nóng Shinshin Hàn Quốc. Vâng, trên tay Nga đây là sản phẩm dầu xoa bóp nóng Shinshin Hàn Quốc. Quy cách đóng gói thì rất đơn giản đúng không ạ? Và với dung tích 90ml, bạn có thể sử dụng được rất lâu. Khi sử dụng sản phẩm này thì giúp cho bạn có thể cắt được các cơn đau như đau lưng, đau cơ, đau khớp và chứng đau mỏi vai gáy. Hoặc nếu như bạn bị bong gân hay bị bầm tím do chơi thể dục thể thao hoặc lao động nặng thì bạn cũng có thể sử dụng loại dầu xoa bóp này để giúp đánh tan các vết bầm tím và dứt các cơn đau. Ngoài ra thì sản phẩm này cũng có thể giúp cho bạn giảm ngứa khi bạn bị côn trùng đốt. Vâng, một loại dầu xoa bóp rất là nhiều công dụng đúng không ạ? Bản thân Nga thì do công việc phải sử dụng nhiều máy vi tính và ngồi khá là lâu nên thời gian trước Nga có bị chứng đau mỏi vai gáy. Và khi bị đau mỏi vai gáy thì Nga đã sử dụng ngay sản phẩm dầu nóng Shinshin Hàn Quốc để thoa lên vùng vai gáy của mình. Xoa bóp thì sau một thời gian rất là ngắn, Nga đã cảm nhận được tác dụng của sản phẩm lên vùng vai gáy của mình, giúp cho Nga có thể cắt được cơn đau mỏi vai gáy vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy nên Nga luôn luôn tin tưởng và sử dụng dầu xoa bóp nóng Shinshin Hàn Quốc. Thậm chí Nga còn dành tặng cho ông bà, bố mẹ mình để sẵn trong nhà để tiện sử dụng khi cần. Vâng, đây là một loại dầu xoa bóp mà cũng rất được nhiều người ưa chuộng và tin tưởng sử dụng. Và khi Nga chia sẻ sản phẩm này thì rất nhiều người đã sử dụng và có được kết quả tích cực. Vâng, đó là điều vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì câu trả lời dầu xoa bóp nào là tốt nhất thì đó chính là dầu xoa bóp nóng Shinshin Hàn Quốc. Và có thể mua được ở đâu thì chắc chắn rồi, chính là ở Korea Shop 24 giờ. Chúng tôi với tiêu chí chất lượng là uy tín nên các sản phẩm của Korea Shop 24 giờ gửi tới bạn luôn luôn là sản phẩm chính hãng của Hàn Quốc. Khi bạn đặt hàng tại Korea Shop thì bạn được quyền kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Và nếu như bạn cảm thấy sản phẩm của chúng tôi là hàng kém chất lượng thì chúng tôi sẽ bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm cho bạn. Và tất cả các sản phẩm của Korea Shop đều có mặt trên web Korea Shop 24 giờ với địa chỉ website rõ ràng. Chính vì vậy nên bạn hoàn toàn có thể tin tưởng Korea Shop 24 giờ là địa chỉ uy tín mà bạn có thể mua sản phẩm dầu xoa bóp nóng Shinshin Hàn Quốc để giúp cho sức khỏe của mình, giúp cho sức khỏe của người thân trong gia đình mình ngày một tốt hơn. Vâng, vậy thì không còn lý do gì mà bạn phải do dự khi mua sản phẩm dầu xoa bóp nóng Shinshin Hàn Quốc tại Korea Shop 24 giờ rồi đúng không ạ? Hãy truy cập ngay vào đường link trang web mà Nga để sẵn trong phần mô tả dưới video này hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0979 149 256. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ càng về sản phẩm và giao hàng cho bạn nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.